Luật đất đai sửa đổi cần tháo gỡ điểm nghẽn bồi thường. Ngân hàng giảm lãi suất tác động đến bất động sản ra sao? Hai làn sóng mua nhà nhưng chung điểm nghẽn pháp lý. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tại hội nghị lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi do Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, nhiều đại biểu cho rằng vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là nội dung được nhiều nông dân quan tâm nhất. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo luật đất đai quy định một số hình thức bồi thường khi giải phóng mặt bằng, như bồi thường bằng đất hoặc bằng tiền. Điều này có thể gây ra bất cập trong thực tế triển khai. Từ đó đưa ra kiến nghị có thể xem xét thực hiện bồi thường đất nông nghiệp đã thu hồi bằng đất sản xuất, kinh doanh, đất ở, cửa hàng, tại các chợ quê hay siêu thị, căn hộ chung cư. Cách bồi thường này được nhiều người ủng hộ vì họ có cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp từ nghề nông sang nghề cung cấp dịch vụ gắn với đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Việc bồi thường bằng căn hộ chung cư có giá trị cao trên thị trường, vừa đáp ứng được nhu cầu an cư của người dân bị mất đất, vừa không đòi hỏi sử dụng nhiều diện tích đất nên không làm tăng áp lực đất đai lên chính quyền địa phương. Từ ngày 6 tháng 3, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi. Có thể thấy, loạt động thái mới của ngân hàng đang tích cực tháo gỡ nút thắt về tín dụng, tìm cách hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến khác cho rằng việc giảm lãi suất gửi chưa đủ để vực dậy thị trường bất động sản vốn đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thử thách. Với lãi suất cho vay bất động sản dao động từ 11% đến 14% một năm, thì mức giảm lãi suất hiện nay còn khá khiêm tốn, khó giải quyết được vấn đề và tạo ra tác dụng rõ nét đến thị trường bất động sản. Những động thái gỡ khó của chính phủ với thị trường bất động sản thời gian gần đây đã tạo được niềm hy vọng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người mua nhà ở thực. Gần đây nhất là việc các ngân hàng thương mại giảm lãi suất vay và ngân hàng nhà nước quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng sẽ mang lại tâm lý tích cực lên thị trường bất động sản. Với khoảng 1,5-2% tín dụng tăng thêm, số tiền được bơm vào nền kinh tế là khá lớn, lại tập trung trong thời điểm khó khăn. Theo dự báo năm 2023, lãi suất sẽ hạ nhiệt trong quý 1 và trở về ổn định vào cuối quý 2. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sẽ có nguồn tín dụng tăng dần với lãi suất tốt từ quý 2 trở đi. Đồng thời, thị trường bất động sản phục hồi nhẹ từ quý 4 năm 2023, tập trung ở khu vực đô thị lân cận, khu công nghiệp và khu vực hạ tầng đang đầu tư mạnh. Các nhà đầu tư có thể tham khảo và cân nhắc trong khoảng thời gian này. Hiện nay, mỗi năm lượng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam rất lớn. Theo đó, lượng nhà đầu tư cũng đến nhiều hơn. Việc làm ăn lâu dài ở Việt Nam nảy sinh thêm nhu cầu sở hữu nhà ở, căn hộ. Cùng với đó, mong muốn tham gia vào mạng lưới đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam của Việt Kiều cũng như người nước ngoài cũng khá cao. Tuy nhiên, dù là muốn mua nhà ở hay muốn đầu tư, thì vấn đề vướng mắc chung cả hai đều gặp phải, đó là các vấn đề bất cập pháp lý trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo thống kê, hiện đang có làn sóng nhu cầu mua nhà ở của người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài, ước lên đến gần 4 triệu căn hộ. Đặc điểm của nhóm người ở tuổi này là có tích lũy, có nhu cầu trở về Việt Nam mua nhà sinh sống. Nếu đáp ứng được nhu cầu này, dự kiến trường hợp giá mỗi căn hộ từ 2 đến 20 tỷ đồng thì với 3 triệu căn hộ bán cho Việt Kiều có thể thu về hơn 1 triệu tỷ đồng. Đặc thù phân khúc họ muốn lựa chọn cũng hết sức rõ ràng. Những người nước ngoài là những người mà họ có điều kiện và họ cũng nhất là điều kiện từ về thanh toán. Nhất là về họ cũng mong muốn với cái điều kiện sống tốt hơn, nên chắc chắn là cái phân khúc cao cấp sẽ coi như là tốt hơn, là sẽ được người nước ngoài và Việt Kiều coi như là quan tâm hơn nhiều. Tuy nhiên, thủ tục mua nhà đang là rào cản khá lớn với phân khúc khách hàng này, khiến lượng giao dịch thành công đang quá ít so với nhu cầu thực tế. Những khó khăn vướng mắc hiện nay tập trung chủ yếu ở vấn đề pháp lý khi sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Hiện nay luật thì có, luật thì đã rõ rồi, nhưng mà những văn bản dưới luật để hướng dẫn thi hành thì vẫn còn đang bỏ ngỏ. Cái thứ hai nữa là đấy là cho phép người ta mua, nhưng mà người nước ngoài có muốn mua hay không thì làm câu chuyện khác. Cái việc mà hấp dẫn của thị trường đối với người nước ngoài, thực ra thị trường Việt Nam cái tính rủi ro còn đang cao, cho là người nước ngoài
người ta còn đang phải cân nhắc rất là kỹ. Theo như tôi hiểu thì cái vấn đề về cái quyền sử dụng đất, về cái quyền làm chủ cái miếng đất và về cái việc mình phải giữ cái miếng, mình chỉ có quyền sử dụng đất trong vòng 50 năm, thì sau 50 năm nó sẽ ra sao? Có lẽ đồng bào ở nước ngoài sẽ rất là muốn biết về cái điều đó. Vấn đề thứ hai là ở nước ngoài thì khi mà một người đi mua một miếng đất, họ có thể, hoặc là căn nhà, họ có thể có những cái phần finance, những cái việc vay mượn từ ngân hàng, thì cái việc đi mua một cái căn nhà ở Việt Nam như vậy, cái vấn đề mượn tiền từ cái chính phủ hoặc là từ ngân hàng đó có dễ hay không và có cho phép hay không? Làn sóng thứ hai là người nước ngoài có nhu cầu đầu tư kinh doanh các dự án bất động sản ở Việt Nam. Đó là nhu cầu hết sức tha thiết, nhưng kèm ngay sau đó, sự băn khoăn cũng không hề nhỏ. Có những cái mà thông tin mà mọi người chưa được nắm rõ, và khi mà không nắm rõ thì là người ta rất là ngại để mà người ta đầu tư. Thì bây giờ mình làm như thế nào để có những cái quy trình đó nó rõ ràng hơn cho mọi người, thì khi mà nó rõ rồi thì là dễ hơn cho mọi người có thể đầu tư được. Nhưng mà cái tiềm năng của Việt Nam đây rất là lớn, là tại vì bên Hiệp hội Bất động sản Hoa Kỳ thì hội viên của họ là đến trên 1.2 triệu người. Thì nếu mà bây giờ mình có những cái thông tin cụ thể thì để bên này mà có thể đưa ra truyền đạt thì rất là cái thông tin nó đi rất là nhanh và rất là xa, cơ hội còn rất là nhiều. Đấy, nhưng mà cái quan trọng ở đây là họ có thể là họ có một cái database, họ thu thập được những cái thông tin đó. Hiện tại Việt Nam mình lại chưa có một cái chỗ nào để mà có thể thu thập những cái thông tin như vậy. Tuy nhiên, trong khi luật nhà ở năm 2014 cho phép cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, thì theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013, người nước ngoài không thuộc diện đối tượng có quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Như vậy khác gì vừa mở lại vừa đóng. Như vậy cả hai làn sóng, tức hai nhu cầu mua nhà tại Việt Nam và nhu cầu đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam đều gặp các vướng mắc về pháp lý. Mới đây, Bộ Xây dựng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự án Luật Nhà ở Đất đai sửa đổi và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Các ý kiến đều thống nhất cho rằng cần khớp nối hai luật trên với Luật Đất đai sửa đổi theo hướng đảm bảo sự bình đẳng trong kinh doanh bất động sản giữa người nước ngoài và người Việt Nam, để hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật cũng như đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người nước ngoài khi mua nhà, từ đó tạo sự yên tâm cho người nước ngoài khi có nhu cầu sở hữu nhà ở tại Việt Nam là một nỗ lực đáng ghi nhận của chính phủ để thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam hòa nhập với thị trường quốc tế. Điều này chắc chắn sẽ mang lại những hiệu ứng tích cực, qua đó đón nhận luồng vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam mạnh mẽ hơn, đa dạng hơn. Thưa quý vị, các câu chuyện về sở hữu bất động sản chưa bao giờ hết nóng. Và gần đây nhất chính là Thái Lan đã khiến giới đầu tư không khỏi bất ngờ với đề xuất và rút vội chính sách sở hữu nhà đất mới liên quan đến người nước ngoài. Vào tháng 10 năm 2022, chính phủ xứ Chùa Vàng đã thông qua đề xuất của Bộ Nội vụ nước này về vấn đề chấp thuận người nước ngoài được cấp quyền sở hữu đất ở với diện tích lên tới 0,16 ha. Đề xuất này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới những cá nhân thuộc về 4 diện chuyên gia có tay nghề cao, chuyên gia làm việc từ Thái Lan, công dân toàn cầu giàu có và người hưởng lương hưu giàu có. Vốn dĩ ở Thái Lan, chính sách cho người nước ngoài sở hữu bất động sản đề ra thời gian trước đây là nhằm giải quyết vấn đề nhà đất ảm đạm và tình trạng dư thừa căn hộ tồn tại đã nhiều năm. Đây vốn dĩ là lĩnh vực nhạy cảm đối với bất kỳ quốc gia nào, nhưng với mong muốn thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là người có tiềm lực kinh tế, đề xuất này ở Thái Lan được coi là vô cùng tham vọng. Mục tiêu đặt ra trong 5 năm tới sẽ thu hút hơn 1 triệu người nước ngoài giàu có đến Thái Lan sinh sống và sẽ bơm vào nền kinh tế được coi là mạnh nhất nhì Đông Nam Á, ít nhất 40 triệu bạt vào bất động sản, chứng khoán hoặc các quỹ đầu tư. Thế nhưng chỉ một tháng sau đó, Phó Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã thông qua việc rút lại dự thảo của Bộ Nội vụ về quyền sở hữu đất này. Nguyên nhân là dự thảo này vấp phải sự phản đối từ không ít chuyên gia. Về phía người dân Thái Lan, họ cũng lo ngại sẽ có làn sóng đầu cơ bất động sản khiến giá đất tăng cao, vượt ngoài tầm với của bản thân và thế hệ con cháu tương lai. Mục tiêu mà Thái Lan vốn nhắm tới khi soạn dự thảo này là mong muốn có một đạo luật giúp tăng nguồn thu từ thuế đất và mang lại lợi ích cho người Thái về mặt tài chính. Nhưng nếu cân nhắc kỹ lưỡng và đặt lợi ích đó trong một tầm nhìn dài hạn, thì nó lại chưa xứng đáng. Đảng Pheo-thai của nước này đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối kế hoạch này với lý do hiện tại 80% người dân nước này còn không sở hữu đất. Nếu điều luật này được thông qua, sẽ làm trầm trọng hơn tình trạng giảm khả năng sở hữu nhà ở, bất bình đẳng về giai cấp, xã hội và kinh tế.
Qua câu chuyện của Thái Lan, rõ ràng khi đặt quyền lợi kinh tế và bất lợi xã hội lên bàn cân, trong một tầm nhìn bao quát, họ đã ngay lập tức tự tìm ra đáp án phù hợp nhất, bền vững nhất. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hàng loạt chủ đầu tư dự án Sun Group đã liên tiếp chi từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn, mặc dù chỉ tạo ra mức lợi nhuận thấp. Công ty cổ phần phát triển Gold Thiên Đường vừa công bố mua lại một phần trái phiếu trước hạn thuộc lô trái phiếu phát hành ngày 2 tháng 1 năm 2020. Khối lượng mua lại là 187,48 tỷ đồng. Tương tự, công ty cổ phần đầu tư dịch vụ vui chơi giải trí thể thao Hà Nội HSIC cũng mới thông báo về kết quả mua lại lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng với giá trị lần lượt là 225 và gần 239 tỷ đồng vào tháng 1 và tháng 2 năm 2023. Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, phát hành ngày 12 tháng 6 năm 2019. Trong khi đó, công ty cổ phần du lịch Thung Lũng Nữ Hoàng đã mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu phát hành năm 2018 và 2019 trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2022 đến ngày 19 tháng 1 năm 2023. Theo giới chuyên gia, mặc dù huy động hàng ngàn tỷ đồng trái phiếu, nhưng ba doanh nghiệp vừa nêu chỉ tạo ra mức lợi nhuận vài trăm triệu đồng, tỷ lệ dư nợ trái phiếu trên vốn sở hữu đều trên 1. Thời gian gần đây, một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa đủ điều kiện mở bán nhưng đã được môi giới tư vấn nhận đặt mua căn hộ rầm rộ. Điển hình như dự án khu đô thị Kim Hoa tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh có 4 lô đất xây dựng nhà ở xã hội, trong đó hiện chỉ có lô đất CT2 đang bắt đầu có hoạt động quây tôn, vận chuyển cọc móng để chuẩn bị xây dựng, nhưng đã xuất hiện nhiều thông tin nhận tư vấn hồ sơ, đặt mua căn hộ với giá bán được quảng cáo dưới 15 triệu đồng một mét vuông hay chỉ từ 900 triệu đồng một căn. Tương tự, dự án nhà ở NHS Trung Văn trên tuyến đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài hiện đang được chủ đầu tư thi công hạng mục cọc móng và tầng hầm, nhưng cũng đã xuất hiện nhiều thông tin nhận hồ sơ tư vấn mua căn hộ dù dự án này chưa đủ điều kiện mở bán từ nhiều tháng nay. Như vậy, với những người có nhu cầu mua nhà, cần tìm hiểu rõ thông tin về thủ tục pháp lý cũng như cập nhật tiến độ của dự án để đưa ra những quyết định phù hợp, tránh tiền mất tật mang. Đến đây bản tin Nhà đất và Đầu tư xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.